Tổng thống Ukraine thăm chính thức Ba Lan. Cơ hội của ông Trump khi bị truy tố. Người dân Thái Lan mạnh tay chi dịp Tết cổ truyền sông Gran. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã qua biên giới đến Ba Lan, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước láng giềng và là đối tác thân cận nhất của Kiev an ninh, hợp tác kinh tế và các vấn đề liên quan tới cuộc xung đột hiện nay là trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ba Lan và Ukraine diễn ra tại thủ đô Warsaw. Tổng thống Ukraine sẽ ký các thỏa thuận song phương và tổ chức các cuộc đàm phán với Tổng thống Ba Lan Andrei Zuda và Thủ tướng Morawiecki. Ông Zelensky cũng sẽ gặp gỡ các đại diện của doanh nghiệp Ba Lan, các nhà lãnh đạo thượng và hạ viện của Quốc hội Ba Lan, cùng với thị trường thành phố giáp với biên giới Ukraine. Chuyến thăm nước láng giềng Ba Lan của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc phản công để giành lại các phần lãnh thổ ở phía Đông và phía Nam. Điện Elise cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một cuộc điện đàm đề cập việc hợp tác với Trung Quốc nhằm thúc đẩy việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Cuộc điện đàm diễn ra trước chuyến công du của ông Macron đến Bắc Kinh Hiện Elise cho biết là ông Macron và ông Biden đều hy vọng Bắc Kinh có thể đóng góp vào các nỗ lực đoàn kết giữa miền Bắc và miền Nam bán, đảo bán cầu, đồng thời là xây dựng một chương trình nghị sự chung về khí hậu và đa dạng sinh học. Các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu EU hy vọng ông Macron có thể gây áp lực lên Bắc Kinh nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời mang lại một số lợi ích kinh tế cho EU. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hội đàm với ông Macron để vạch ra lộ trình cho quan hệ song phương giữa hai nước. Sáng sớm nay, cảnh sát Israel đã bắt giữ trên 350 người sau các cuộc đụng độ tại đền Asa mà Israel gọi là núi đền ở đông Jerusalem. Đụng độ diễn ra ngay trước thềm lễ quá hải của người Do Thái. Hàng chục thanh niên đã mang theo gậy, đá và pháo hoa dựng hàng rào trong ngôi đền vào tối ngày 4 tháng 4 để gây rối. Cảnh sát Israel đã bắn thương một nam thiếu niên Palestine 15 tuổi ở khu phố Siwa gần núi đền, Cảnh sát cho biết thiếu niên này nằm trong số các nghi phạm đã ném đá và bom xăng vào một xe an ninh khiến họ phải nổ súng sau khi các đối tượng tìm cách mở cửa xe. Ngay sau khi có thông tin về vụ đụng độ, một số tên lửa đã bắn đi từ giải Gaza về phía lãnh thổ Israel. Chính quyền Palestine cảnh báo Israel không nên vượt qua giới hạn đỏ ở khu vực đền Al-Qasa để tránh hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù là đang bị truy tố với hơn 30 tội danh, tuy nhiên là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nới rộng khoảng cách dẫn đầu trước đối thủ trong cuộc chạy đua trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Săn phù thủy, một chiến dịch giáo diết gắt gao quy mô lớn thời Trung Cổ nhưng đối tượng tìm kiếm lại không hề có thật. Khái niệm này hiện đang được một bộ phận chính trường Mỹ và người dân ủng hộ Donald Trump sử dụng để đả kích cho việc ông này vừa bị truy tố hơn 30 tội danh. Trong Đảng dân chủ đối lập cũng thấy việc bị truy tố đang giúp cựu tổng thống nhận được thêm nhiều sự quan tâm. Theo lẽ thông thường, việc bị truy tố sẽ hủy hoại tham vọng làm tổng thống của ông Trump, nhưng nhìn vào sức mạnh của lực lượng ủng hộ ông ấy, tôi không tin điều đó xảy ra. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp tỷ lệ của ông Donald Trump tăng trong các cuộc thăm dò và các cử tri sẽ hỗ trợ ông ấy nhiệt tình hơn. Theo một kết quả thăm dò công bố ngay sau khi ông Trump trình diện tại tòa Manhattan, Số người Mỹ muốn ông Trump đại diện Đảng Cộng Hòa tranh cử vị trí chủ Nhà Trắng đã tăng từ 44% lên 48% sau 2 tuần. Đối thủ chính của ông Trump, thống đốc bang Florida Ron DeSantis, giảm từ 30% xuống 19%. Ngay lúc này, trong cuộc cạnh tranh nội bộ Đảng Cộng Hòa, ông Trump đang thắng các đối thủ ít nhất 30% số lượng cử tri. Tôi cũng có xem cập nhật thông tin, tôi cũng không rõ ông ấy có thực sự sai hay không, nhưng ông ấy không phải tổng thống duy nhất từng gặp bê bối, các tổng thống khác trong quá khứ cũng từng như vậy nhưng họ vẫn vào được phòng bầu dục. Hãy chờ xem mọi chuyện ra sao. Bất chấp việc bị truy tố và các rắc rối pháp lý khác, ông Trump sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024. Mùa bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa bắt đầu chỉ hai tháng sau phiên tòa tiếp theo của ông. Mặc dù tỷ lệ ủng hộ đang tăng nhẹ nhưng dự báo khó khăn còn chờ đợi ông Trump ở phía trước. Bạn không thể tự vỗ ngực tự bảo rằng tôi đang chạy đua làm tổng thống và bạn không thể truy tố tôi. Tôi đang là tổng thống và bạn không thể truy tố tôi. Nếu có chuyện đó thì chắc nhiều người vô luật đang cố gắng chạy đua chính trị lắm rồi. Mặc dù không có luật cấm người đang bị tòa truy tố tranh cử tổng thống, nhưng thực tế nếu Trump sai, ông ta sẽ vẫn phải chịu hậu quả, và hậu quả đó sẽ rất lớn. Có thể nói vụ truy tố ông Trump dù không thể ngăn cản ông tranh cử tổng thống, nhưng đã đẩy nước Mỹ vào một thời kỳ chưa từng có tiền lệ. Những quy tắc mới hậu Brexit đã gây ra tình trạng hỗn loạn suốt tuần qua tại cảng Dover, một cửa ngõ chính của nước Anh vào châu Âu. Nhiều yếu tố kết hợp dẫn tới tình trạng hỗn loạn tại cảng Dover, trong đó thì có thời tiết xấu, lưu lượng giao thông cao và các quy trình kiểm soát hộ chiếu mới. Lực lượng chức năng Pháp được yêu cầu phải kiểm tra và đóng dấu mọi hộ chiếu khi mà hành khách rời Vương quốc Anh. Nhiều hành khách đã phải chờ tới 16 tiếng đồng hồ mới có thể lên phà sang Pháp. Công ty vận tải biển P&O Ferries điều hành các chuyến phà từ Anh đến châu Âu đã phải lên tiếng xin lỗi khách hàng. Liên đoàn vận tải hành khách kêu gọi các chính phủ đàm phán với các bên liên quan giải quyết dứt điểm tình trạng hỗn loạn tại cảng Dover. Trong bối cảnh nền kinh tế đang có dấu hiệu tích cực nhờ du lịch phục hồi nhanh chóng, đặc biệt là sau nhiều tháng thắt lưng buộc bụng, người dân Thái Lan được cho là có thể sẽ mạnh tay chi tiêu hơn trong dịp Tết cổ truyền Songkran sắp tới. Khảo sát của Đại học Thương mại Thái Lan cho thấy, chi tiêu trong dịp lễ Tết Songkran dự kiến sẽ tăng 17,3% lên 125 tỷ bạt. Có nhiều lo ngại cho rằng hoạt động kinh tế tương đối chậm với một số nhóm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và tình hình xuất khẩu của Thái Lan không thuận lợi khiến nhiều người dân do dự chi tiêu. Tuy nhiên, giới chức Thái Lan nhận định lễ hội Songkran năm nay sẽ sôi động hơn thường lệ do chi tiêu của người dân đã bị dồn nén trong một thời gian dài và hầu hết mọi người đều nhận thấy kinh tế đất nước đang cải thiện. Khảo sát cũng cho thấy ba hoạt động hàng đầu mà người dân dự định tham gia trong dịp lễ hội sông Grand là làm công đức, té nước cầu may, tụ họp và tiệc tùng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.